Hello, chào tất cả mọi người nhá. Xin chào tất cả. Hôm nay mời mọi người đến với cơm nhà Đặng Ái TV. Cắt cơn thèm buổi sáng bằng 4 bát tiết canh. Vì mấy hôm rồi không ăn, hôm nay thèm quá không chịu được. Nên mình lại chuyển sang làm món tiết canh. Mời mọi người cùng vào bếp với cơm nhà Đặng Ái TV nhá. Đấy. Hôm nay là mình sẽ làm sáng ra rảnh rỗi xuống hãng đồ tí tiết. Đấy. Mua nguyên một cái cống họng này. Đấy. Và một cái xoay. Mình về chế biến món tiết canh nợ. Mời mọi người cùng vào xem mình hãm đánh tiết canh nha. Vẫn như thường lệ là hôm nay mình vẫn đánh bằng nước sôi và sẽ hãm một nước một tiết. Đấy. Vì lâu không ăn, hôm nay thèm quá, cho nên là quyết định làm bữa tiết canh ăn sáng cho nó ấm bụng. Đánh tiết canh này thực ra là nó cũng rất là dễ, vì tiết canh lợn hãm nó cũng dễ, người ta hãm được rồi thì mình đánh kiểu gì kiểu nó cũng đông. Thế nhưng mà có ngon hay không thì là do mình thôi, chứ còn đánh thì đông thì rất dễ. Mình đã đánh xong được 4 bát tiết canh này, quá tuyệt vời luôn đúng không? Nhìn thấy thơm ngon như bát thạch, đông chặt cứng. Mời các bạn nhé, cùng vào mâm với cơm nhà Đặng Ái TV thưởng thức bữa sáng nha, cùng với mình nha. Bằng 4 tô tiết, 4 bát tiết canh này. Đấy. Tiết canh đông úp bát được, rất là chuẩn luôn. Mình đánh này nhiều tiết nên thì ít nước đi, giảm nước đi thì ăn cái tiết nó sẽ rất mát, rất ngon. Đấy, các bạn này. Đấy. Các bạn thấy xúc này, đông như là sắn thạch. Đấy. Ăn rất ngọt, rất mát, rất rất ngon luôn. Đấy. Những người đam mê tiết canh và thích bợm rượu thì cứ thưởng thức tiết canh nồng nàn rượu thì rất là tuyệt vời luôn. Buổi sáng nay thì rảnh rỗi, mình thì cũng lại lâu lâu không, mấy hôm rồi không ăn tiết canh, hôm nay nghĩ thèm quá. Quyết định xuống và người ta hãm cho một ít tiết để mình về mình đánh tiết canh ăn bữa sáng. Mời bạn đến bát thứ hai nha. Đông cứng như thạch luôn này, quá tuyệt vời luôn. Các bạn nhìn thấy ăn như là xúc miếng thạch ăn, quá là ngon.
Thực ra tiết canh lợn này thì đánh nó cũng dễ mà. Đấy, đánh rất là dễ. Làm sao mà cứ hãm nó nhạt muối mắm đi thì lúc mình đánh thì nhiều tiết nó sẽ đông ở dưới vận đít bát, nó sẽ không còn nước, nó chỉ còn có một ít thôi, có thể là không còn. Thế nhưng mà hãm mà mặn quá thì chúng ta phải cho nhiều nước nó mới đông được, thì nó lại mặn mà nó cũng không được chuẩn lắm. Đấy. Cho nên là nếu mà tất cả nhà lần sau mà có muốn ăn thì nên vào cái người mổ lợn, người ta sẽ hãm cho riêng một ít thật nhạt thôi. Đấy, hãm vừa thôi. Thì ta về ta làm đánh tiết canh ăn nó sẽ rất ngon. Nếu người ta hãm mặn quá thì về đánh thì nó ăn nó không ngon, nó nhiều nước nó không ngon. Cái thứ hai nữa là ở deep fat nó vẫn còn nước. Đấy, rất nhiều nước. Nó ngon tuyệt vời luôn các bạn. Đấy các bạn thấy đồng cứng như thạch luôn. Cảm ơn các bạn đã theo video của Cơm Nhà Đặng ITV nha. Các bạn xin cho mình một like và đăng ký kênh ủng hộ Cơm Nhà Đặng ITV. Lần nữa chân thành cảm ơn tất cả mọi khán giả đã theo dõi kênh của mình. Đây bắt đầu chiến đến bát thứ tư bằng bữa sáng của Cơm Nhà Đặng ITV. Thưởng thức trong 5 phút 4 bát tiết canh. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của Cơm Nhà Đặng ITV nha. Xin hẹn các bạn video sau. Video này xin đến đây. Xin chúc tất cả các bạn có một buổi xem video vui vẻ. Mình hẹn sẽ ra nhiều video hay hơn và hấp dẫn hơn, và nhiều cái món ăn hấp dẫn độc lạ của vùng quê nông thôn mình nha. Xin chào tạm biệt các bạn.